Tin giáo hội tại Ấn Độ, Đức Thánh Cha hỗ trợ 20.000 euro cho một trung tâm chăm sóc sức khỏe ở Ấn Độ. Đức Thánh Cha trao tặng 20.000 euro cho hội nghị Marathon về tình liên đới do Đại học Công giáo ở Roma và Trung tâm Liên đế Quốc tế của Đại học tổ chức nhằm gây quỹ cho Trung tâm Santi Ashram ở Ấn Độ, một trung tâm quốc tế về phát triển, nghiên cứu và hợp tác. Đức Hồng Y Konrad Zaraki, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha đã công bố việc trao tặng này qua hội nghị trực tuyến quốc tế gồm các bác sĩ phụ khoa và nhi khoa vào thứ Bảy nhằm quyên góp 60.000 euro vào trung tâm Santi Adram. Hiện tại, qua việc hỗ trợ y tế và đào tạo việc làm cho phụ nữ, trung tâm trợ giúp cho 50.000 trẻ em và các gia đình các em, các ngôi làng xung quanh thành phố Coimbatore thuộc bang Tamil Nadu cuộc gây quỹ marathon vì tình liên đới được tổ chức bởi giáo sư Antonia Testa, giáo sư về sản phụ khoa Đại học Công giáo ở Roma. Giáo sư Testa cho biết, cách đây hai năm, trong chuyến đi đến Ấn Độ, giáo sư đã gặp chủ tịch trung tâm Santi Esram, bác sĩ nhi khoa Cosevino Abram. Và vào tháng Giêng, bác sĩ Cosevino đã liên lạc với giáo sư để yêu cầu giúp đỡ vì sau 8 tháng bị phong tỏa, mọi nguồn lực của trung tâm đã cạn kiệt và chưa bao giờ trung tâm ở trong tình trạng khó khăn như lúc này. Bác sĩ đang cố gắng tìm sự hỗ trợ kinh tế để trang trải chi phí cho trung tâm cho thời gian tới. Giáo sư Teta giải thích, để giúp bác sĩ, tôi quyết định mời gọi các đồng nghiệp và doanh nhân tham gia Marathon Vì Tình Liên Đới, một sự kiện kéo dài trong 10 giờ với đặc điểm là đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm. Khoảng 20 đồng nghiệp, các chuyên gia trong lĩnh vực này đã chấp nhận dự án để hỗ trợ phát triển các cộng đồng Ấn Độ trong cuộc khủng hoảng đại dịch này, vốn ngày càng trở nên trầm trọng hơn do sự gia tăng theo cấp số nhân của các ca nhiễm và tử vong ở Ấn Độ kể từ cuối tháng 2. Sự kiện hôm thứ Bảy đã quyên góp được gần 40.000 euro, thiếu rất nhiều so với mục tiêu đặt ra. Nhưng trong một cuộc điện thoại bất ngờ sau hội nghị, Đức Hồng Y. Rajewski nói với giáo sư Testa rằng Đức Thánh Cha đã quyết định trao tặng 20.000 euro giúp trung tâm Santi Ashram để có thể tiếp tục hoạt động bác ái ở Ấn Độ.